Trấn Thành làm đạo diễn khó tính khiến đồng nghiệp xanh mặt, Lê Giang phờ phạt mệt bở hơi tay, Dương Lâm nước mắt lưng tròng. Nó quá áp lực quá. Chỉ có một cái câu thoại nó bình thường quá, nhưng mà đến với đoàn của Trấn Thành quá là áp lực. 10 năm đồng nghề 10 năm rồi, quay Trấn Thành áp lực. Dù là tay ngang lấn sân sành lĩnh vực đạo diễn, thế nhưng Trấn Thành vẫn cho thấy sự nghiêm túc kỹ lưỡng. Những diễn viên tham gia các dự án phim ảnh của anh đều ám ảnh bởi sự khó tính của nam nghệ sĩ. Doanh thu lên tới 400 tỷ đồng với 5 triệu vé được bán ra sau 19 ngày và con số vẫn tiếp tục tăng theo thời gian, là những thành tích ấn tượng mà đứa con tinh thần của Trấn Thành gặt hái. Tuy kịch bản còn gây ra nhiều ý kiến trái chiều nhưng khó có thể phủ nhận dự án của ông xã Hà Trí Quang là bộ phim Việt chỉnh chu và đầu tư kỹ lưỡng. Không ngoa khi nói sự thành công của nhà bà nữ phần lớn nhờ những áp lực mà Trấn Thành tạo ra. Theo đó, ông xã Hà Trí Quang khiến các diễn viên tham gia phải khóc thét, sợ hãi vì sự kỹ tính đến khắc nghiệt của anh trong quá trình quay phim. Cụ thể, Trấn Thành gây chú ý khi đăng tải video hậu trường cho thấy sự tỉ mỉ của mình trong việc bắt các diễn viên phải học thoại chỉnh chu. Lê Dương Bảo Lâm không tránh khỏi áp lực căng thẳng vì đàn anh quá khó. Đáng chú ý, Thánh livestream cũng từng bóc Trấn Thành trước công chúng khi đàn anh quá khó khi làm đạo diễn hướng dẫn cả đoàn phim. Nam diễn viên sinh năm 1988 tiết lộ bản thân từng phải uống thuốc bình tĩnh để bớt ức chế trong khi làm việc với ông xã Hà Trí Quang. Chồng Quỳnh Quỳnh nước mắt lưng tròng vì nam MC yêu cầu sửa thoại khác so với kịch bản sát giờ bấm máy. Lê Giang, nữ diễn viên đảm nhận vai nặng ký trong phim, không ngần ngại tố bị stress vì Trấn Thành tại buổi công bố phim. Tôi rất sợ mỗi lần ra hiện trường Thành lại bắt phải nói giống em ấy. Sau mỗi lượt diễn, Trấn Thành lại rất khắt khe soi xét và bắt làm lại nhiều lần đến khi đáp ứng đủ yêu cầu mới thôi. Mỗi lần đi quay về là tôi stress, khóc luôn vì trong trạng thái căng thẳng. Trong quá trình quay, Lê Giang phải thức khuya dậy sớm và làm việc rất vất vả để cho ra lò những thước phim ấn tượng. Lê Lộc, con gái của nữ diễn viên, từng chia sẻ với khán giả rằng cô bị giật mình khi trông thấy mẹ từ phim trường trở về vào lúc 5 giờ sáng. Vẻ ngoài, đầu tóc bù xù, cặp mắt sưng húp, mặt mày lem nhem son phấn của Lê Giang khiến con gái không thể nhận ra. Bà nữ Lê Giang nói với con rằng mẹ mệt quá, chắc mai mốt mẹ chẳng dám làm với Thành nữa, dù hai người rất thân thiết ngoài đời. Trước những nhận xét của đồng nghiệp khi làm việc với mình, Trấn Thành cho biết sở dĩ anh làm vậy vì muốn thành quả bộ phim được khán giả khen ngợi và công nhận. Sau nam đình đám tự nhận là tay ngang rẽ hướng làm phim dù gặt hái nhiều thành tích khủng trong lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy. Từ một MC diễn viên, Trấn Thành rẽ hướng sang vai trò làm phim trong vài năm trở lại đây. Các phim của anh chủ yếu khai thác đề tài gia đình, kết hợp yếu tố hài tâm lý. Điểm mạnh của Asin là hiểu rất rõ tâm lý của khán giả Việt, biết lựa vấn đề làm người xem dễ chạm, dễ cảm, dễ rơi nước mắt để đưa vào tác phẩm. Chỉ mới hai lần đảm nhận vị trí đạo diễn điện ảnh, Trấn Thành đã thắng lớn với hai bộ đạt doanh thu 100 tỷ là Bố Già 420 tỷ đồng và Nhà Bà Nữ 282 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu. Đồng thời, các tác phẩm này cũng chễm chệ trên hai vị trí đầu tiên trong danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Trong đó, bộ phim Nhà Bà Nữ lập nhiều kỷ lục như phim có lượng vé đặt trước cao nhất, phim cán mốc 210 tỷ đồng cao nhất, phim có số suất chiếu trong ngày cao nhất của phòng vé Việt Nam. Trấn Thành từng nhiều lần tâm sự rằng anh thấy rất biết ơn tuổi thơ thiếu thốn đã giúp anh có vốn sống phong phú để làm phim. Trong các tác phẩm, những mâu thuẫn thế hệ va chạm trong đời sống thường nhật được tái hiện một cách chân thật, khiến người xem dễ tìm thấy câu chuyện của mình qua từng tình huống. Sau hai bộ phim thành công, Trấn Thành ấp ủ tác phẩm điện ảnh thứ ba mang tên Mai. Nam đạo diễn chưa tiết lộ nhiều về phim, song anh cho biết sẽ khai thác chất liệu mới. Anh cũng nuôi tham vọng bước ra quốc tế, tạo nên những dự án vang danh toàn cầu. Đứa con tinh thần của Trấn Thành là bộ phim Việt chiếu rạp có doanh thu khủng, đã đạt được thành công. Các diễn viên tham gia bộ phim như Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm v.v. đã trải qua không ít áp lực khó khăn bởi đạo diễn quá khó. Có thể thấy ekip gặt hái quả ngọt là thành quả xứng đáng sau những nhọc nhằn mà họ đã trải qua.